Dài tờ. Dạ, chú nhà chú gần đây không mà chú bán đây chú. Nhà trong đồn vua. Dạ. Mà nhà nó ruột thì ở dưới nắp chạy sẽ đâu. Dạ. Ngay cầu kinh nước mặn á. Dạ. Rồi mỗi ngày chú bán được bao nhiêu tờ chú? Yếu quá. Yếu giò á. Dạ. Dạ con khuyên chú, con đang lên kênh YouTube của con, coi có ai giúp đỡ rồi cho chú thì thấy chú tội nghiệp quá. Chú lấy cho con hai tờ đi. Rồi. Dạ. Rồi chú ra đây bằng phương tiện gì chú? Bộ ra. Dạ. Ở trong đồn vô á. Ở trong này đã xa lắm á chú. Phải đồn vô á. Chú đi ra khoảng mất bao lâu? Hả? Chú ra đây mất bao lâu? Tiếng đồng hồ nhức giò. Chân chú đau mà sao chú đi vậy, sao chú chịu nổi? Ừ. Dạ. Hết gạo rồi kiếm 100.000 mua gạo nè. Dạ. Rồi vậy rồi con chú đâu? Hả? Con chú đâu? Con nhỏ. Dạ. Để má mẹ tới kìa. Dạ thôi. Rồi vậy ủa con chú còn đi học hả chú? Còn. Rồi nhà chú có làm ruộng gì không? Không. Dạ. Rồi dạ chú ở nhà làm gì? Nhà ở không giặt đồ. Dạ. Dạ. Rồi chú hàng ngày chú bán vé số tới mấy giờ chú mới về? 11 giờ. Dạ. Tôi tên Bổng á. Dạ. Bổng. Chú nói bao tuổi chú? 52. Dạ. Thấy chú là nghiệp á. Chú bị đau chân làm sao vậy? Yếu quá. Dạ. Rồi chú có đi khám bác sĩ không? Không. Hồi nhỏ vào mà hồi nhỏ. Dạ. Tội nghiệp chú á. Rồi chú sao chú không đi lên bệnh viện hết để kiểm tra thử coi chú? Có chí bảo hiểm nữa. Dạ. Nhà nước cho đó. Dạ. Bảo hiểm nữa. Có bảo hiểm gì chú lên thử lên bệnh viện đa khoa lên dũa. Chú lên dũa, bệnh viện dũa người ta kiểm tra nó chính xác hơn. Còn mấy chú có điều kiện á thì chú lên lên thành phố á thì nó kiểm tra rồi. Nó chạy ở trên thì nó hay hơn đây rồi. Người ta chẩn người ta có đủ phương tiện này kia. Ủa chú đi chú phải chơi có cái cây vậy đó hả? Dạ. Trời ơi thiệt chú quá. Chân đau vậy mà chú đó đi xa vậy rồi chú có thấy khó khăn gì không? Nhất là dạ. Chú ấy nhà ở chú ở ngay ấp nào? Ấp bãi đồn Du. Là ở bên Phước Ty hả chú? Mình à, mình đi ăn vô trong trại á đi vô luôn. Dạ. Còn nghe nói ngày cô được có nhậu răng đi dọn luôn. Dạ. Đi qua hai cầu. Dạ. Thôi con tặng chú luôn á chú khỏi thối con. Dạ. Tặng chú mua đồ ăn sáng rồi chú ăn sáng chưa? Chưa. Dạ. Rồi thôi chú ăn sáng đi rồi bán nữa. Dạ con thưa cô chú anh chị hôm nay trên đường đi lên thị trấn Cần Đứa Quỳnh có gặp chú bán vé số thấy chú là tội nghiệp nên Quỳnh đã hỏi thăm mới biết được hoàn cảnh của chú thật là tội nghiệp chú quá. Thôi mình xin kết thúc clip ở đây.